Ôi, kéo bằng người à? Nhanh lên, lôi. Lôi đâu? Đéo lôi được. Thế thằng cô này làm gì không? Cầm điện thoại. Quay nhá. Nào kéo đây. Biết thế không phải mượn máy tính. Không dùng cái kia mà lôi anh. Cái gì? Cái máy anh. Máy ba lăng nữa, ăn thua gì ba lăng kích đi bao giờ? Sáng mai à? Sáng mai mà người ta kéo. Không lên được à? Ờ, trước đây. Không lên được anh. À, nhưng mà bê lên cũng khổ nhỉ. Mắc gì đây? Lần sau đặt vòng buông nhá. Lần sau đặt bu li cũng buông ấy, cả chạm bất kể một cái gì luôn, lên tận đỉnh luôn. Bảo rồi anh, nếu mà cho vào ống boang ấy mẹ mày nó ốp luôn vào ống boang luôn, nhẹ cực kỳ luôn, quay luôn. Quay đi đái cái lấy chỗ em. Còn nữa là được 5 phút rồi. Được 5 phút chưa? Từ lúc kéo ấy. 5 phút rồi. Được chưa? Nào, nào,
anten này em thấy nó nặng. Hay là cũng như quan luôn chưa? Chơi từ nhà máy nổ lên luôn à, về Đức em còn ốm không mà ốm mất một ngày. Đâu thế? Sao lại quay cá? Thằng này bắt cà lê 19. Anh đi tháo gà cũ á. Chú Thi ạ. Chú Thi ơi. Chả không quay nữa.